Tiếng chuông vang bên tai có một dòng thư gửi đến. Ngày 8 tháng 5 hôm nay là ngày của em đám cưới. Con tim anh rối bời rồi, đôi môi anh muốn thốt lên, trái tim anh rụng rời. Giống như trong phim Ở Nhà Mà Tôi Hay Coi, là lúc MC kêu to hai người cùng trao nhẫn cưới. Cả đám đứng hát hò, còn tôi như muốn vỡ tan, tôi mất em thật rồi. Chú Tám đứng lên, nhạc sập sình tưng bừng. Cô Sáu kế bên cầm chung rượu mừng. Tôi đứng ngỡ ngơ ở phía sau cánh ga, nhìn đẹp hôn người ta. Ôi biết nói sao đây, chỉ là sinh viên nghèo, đâu dám ước mơ được em trao tình này. Duyên kiếp thế thôi, nhìn em vui bên người, đám cưới buồn cho tôi. Cưới em xin hát một bài á, tình cảm Vina hay sầu lắng. Tặng cho cô dâu chú rể, đêm động phòng quậy cho nó hăng. Tay này em cầm ly rượu mừng, tay kia cầm mic cà rô. Chưa kịp hát nó vô mấy cái, nhà trai nhà gái liền đòi lên đô. Ngày xưa nắm tay em qua con kênh xanh xanh, em nói em yêu anh tình yêu bao năm hẹn ước thề thốt. Sao bây giờ em bỏ anh đi, nhanh bụi chuối quấn quýt ngày nào, cầu tre nồng ấm ngày nào. Tan quan nát cả cõi lòng khi biết tin người ta trao em chầu tan. Nhạc sập sình tưng bừng, cô Sáu kế bên cầm chung rượu mừng. Tôi đứng ngỡ ngơ ở phía sau cánh ga, nhìn đẹp hôn người ta. Ôi biết nói sao đây, chỉ là sinh viên nghèo, đâu dám ước mơ được em trao tình này. Duyên kiếp thế thôi, nhìn em vui bên người, đám cưới buồn cho tôi. Ôi biết nói sao đây, chỉ là sinh viên nghèo, đâu dám ước mơ được em trao tình này. Điên kiếp thế thôi, nhìn em vui bên người, đám cưới buồn cho tôi. Đám cưới em xin hát một bài á, tình cảm vì này sầu lắng. Tặng cho cô dâu chú rể, đêm động phòng quậy cho nó hăng. Tay này em cầm ly rượu mừng, tay kia cầm mic cà rô. Chưa kịp hát nó vô mấy cái, nhà trai nhà gái liền đòi lệnh đồ. Nên thấy em không mời anh nào đón. Đón xem chương trình Thân Tượng Đối Thân Tượng phiên bản Idol Cam phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 20:30 trên kênh YouTube Viva Network. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2022, Smart TV Casper, trang cảm xúc vượt giới hạn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.